Thưa quý vị, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Hồi giáo Iran, và chiều qua, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội kiến Tổng thống Iran Ebrahim Raisi. Cùng dự cuộc tiếp có Phó Chủ tịch Quốc hội Mojtaba Zanuri. Tại buổi hội kiến, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng đến thăm Iran vào đúng dịp Việt Nam và Iran kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, khẳng định Việt Nam luôn coi trọng việc thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Iran. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới Tổng thống Iran. Tổng thống Iran Ebrahim Raisi bày tỏ ngưỡng mộ đối với lịch sử hào hùng của đất nước, nhân dân Việt Nam kiên cường bất khuất và các thành tựu phát triển kinh tế xã hội ngày nay của Việt Nam. Tổng thống Iran nhiệt liệt chào mừng chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội, khẳng định chuyến thăm đánh dấu bước phát triển mới trong lịch sử quan hệ hai nước nói chung và giữa hai quốc hội nói riêng. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị hai bên tăng cường tạo điều kiện cho các mặt hàng thế mạnh của nhau, nhất là các sản phẩm nông sản, thủy sản thâm nhập vào thị trường mỗi nước, tăng cường tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, kết nối doanh nghiệp địa phương hai nước, thúc đẩy hợp tác giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ, văn hóa nghệ thuật. Hai bên nhất trí sẽ phối hợp chuẩn bị tốt cho kỳ họp lần thứ 10 Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam Iran và thúc đẩy triển khai các cơ chế hợp tác song phương khác để rà soát và thống nhất các biện pháp nâng cao hiệu quả hợp tác. Trên nền tảng quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi và nhất trí về các biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương trong thời gian tới để tương xứng với tiềm năng to lớn của hai nước. Nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp, các kênh nhằm tăng cường hơn nữa tin cậy chính trị, làm cơ sở phát triển quan hệ nhiều mặt giữa Việt Nam và Iran. Tổng thống Iran bày tỏ mong muốn quốc hội hai nước ủng hộ, tiếp tục đóng vai trò tích cực trong việc rà soát và giám sát việc triển khai các thỏa thuận giữa hai nước.